Món đầu tiên là món dìm bò nướng. Đây là dạng dìm bò nướng ngói, mà ngói này ngói inox nha. Nhìn đã chưa? Đói bụng quá rồi, đã ghê. Và đây là món thứ hai, lẩu bò có giá 180.000 đồng. Các bạn thấy nè, phần nạm bò, phần gân, đậu hũ khá là nhiều cái lẩu này. Em bút lên tiếp đi mình. Đó. Trời Đà Lạt lạnh lạnh, ăn cái món lẩu này ngon. Thổi bay nghi ngút luôn. Đúng là thêm cái phần trứng vô nhìn nó đã hơn á, mượt mà nè, nhìn nó mở màng không. Đẩy cái trứng lên mình đó, trứng gà chứ không bình lộn đó. Quá chứ không bình lộn mình đúng lên đúng lên à. Lạnh lạnh ăn lẩu đã quá. Và đây là phòng trong khách sạn La Đà La, một khách sạn 5 sao ở Đà Lạt ha. Cái phòng này có cái view cũng rất là đẹp luôn, mình sẽ bước ra ngoài cho các bạn xem. Tuyệt vời ông mặt trời, hoàng hôn Đà Lạt, nhìn từ khách sạn La Đà La. Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 11 giờ sáng ngày 23 tháng 11 năm 2020 và mình đang có mặt trên tầng 18 của căn hộ Mường Thanh ở số 4 Trường Phú, Nha Trang. Nhìn bên phía tay phải là sân bóng. Phía trước mặt các bạn chính là dòng sông Cái ha. Thì hôm nay mình sẽ bắt xe từ Nha Trang đi Đà Lạt. Lộ trình là khoảng độ 137 cây số. Thì mình đã đặt xe của hãng xe Phương Trang. Giá vé xe là 135.000 đồng ha. Dự kiến chạy khoảng độ 4 tiếng và sẽ đi qua đèo Khánh Lê thuộc huyện Khánh Vĩnh của tỉnh Khánh Hòa. Bên kia chính là Lạc Dương của tỉnh Lâm Đồng. Xe sẽ đến đón mình lúc 11:30 và chạy lúc 1 giờ. Rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị ha. Quay một góc tổng thể cho các bạn xem luôn. Bên đó là đường Trần Phú, Nha Trang. Các bạn có thể thấy được khách sạn Sheraton, bãi biển Nha Trang ha. Qua đây sông Cái, sớm bóng. Các bạn tiếp tục xem nha, mình sẽ lia máy đi một góc khác. Đây các bạn, tiếp tục qua hướng cầu Sớm Bóng, cầu Trường Phú. Qua bên kia là đại lộ Phạm Văn Đồng. Rồi, zoom cận cảnh. Gamba Resort. Và đây là bến xe phía nam Nha Trang các bạn. Xe đón mình từ số 4 Trường Phú đến đây. Đến đây là sẽ lên xe này đi Đà Lạt ha. Ồ,
Rồi, lên xe rồi. Đường đi hơi chật các bạn. Cái lối đi hơi chật. Chia làm tới 3 ngăn rồi. Đây. Hơi hẹp nha. Đây, bùng góc rộng. Nhìn góc gọng thấy thoáng, thực tế diện tích khá là nhỏ. Hai giờ rưỡi chiều trên đèo Khánh Lê, mịt mù luôn, sương mù các bạn. Và hiện tại là 4 giờ chiều các bạn, xe đã tới thành phố Đà Lạt. Như vậy là đi có 3 tiếng đồng hồ thôi. Và bây giờ mình sẽ lên xe trung chuyển đi về khách sạn 5 sao. Một khách sạn 5 sao mình thấy rất là đẹp. Ở số 106A đường Mai Anh Đào, thành phố Đà Lạt ha, phường 8. Đẹp như thế nào, một lát nữa các bạn theo mình, các bạn sẽ thấy rõ. Thời tiết hiện tại là lạnh lạnh thôi, chứ không đến nỗi là quá lạnh. Đó. Oh. Buổi chiều nắng vàng đẹp ghê. Bùi Thị Xuân là có những ai vậy ạ? Bộ số 94 hả? 117. 117 nữa hả? Ok, xong. Quay góc này. Tổng thể. Ở đây các bạn, đây là khách sạn La Dalat, khách sạn 5 sao ha. Giá mình đặt được trên trang booking.com là 896.000 đồng hơn. Khách sạn này có hồ bơi nước nóng. Và đối diện với đó là khu du lịch Đồi Mộng Mơ. Rồi bây giờ chúng ta vô những phòng. Rồi, đi lên các bạn. Wow, cái view bên phía tay phải các bạn. Đẹp lắm luôn. Có nguyên cái vườn rau. Mình đã quay góc rộng ha, quay góc hẹp lại các bạn.
Đây, bước vào khách sạn. Khách sạn 5 sao ha. Bây giờ mời các bạn cùng nhìn xuống. Dưới là một cái vườn ha. Mình buông góc rộng. Rồi chúng ta vô phòng. Và đây là phòng của mình, năm 17. Mình đang quay góc rộng nha. Và thực sự mình nói là cái phòng này cũng rất là rộng luôn. Diện tích công bố trên mạng là diện tích phòng này là 40m². Có hai cái giường nhỏ ha. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cái mini bar, cái bàn làm việc và cái sofa. Trước tiên là góc rộng. Rồi mình sẽ tiến về cái mini bar. Ở đây chúng ta có hai chai nước suối miễn phí, trà cà phê, có thấy một chai rượu vang, vang Đà Lạt ha, cái đó chắc chắn tính tiền. Đây cái bàn làm việc. Và cái ghế sofa. Còn đây mình quay cận cảnh hai cái giường. Ở trên đây có cái quạt nữa. Và ngoài kia có ban công ha, các bạn nghe tiếng ồn chút xíu. Mình sẽ bước ra ban công. À, nhìn đẹp ghê á. Rồi, bước ra ngoài luôn. Đây các bạn. Wow. Cái này buổi tối mà mấy cái nhà lồng lên đây sẽ rất là đẹp. Zoom cận cảnh lại. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào khu vực nhà vệ sinh, phòng tắm ha. Đây, khu vực phòng tắm. Rồi, cái nhà vệ sinh ở đây. Đối diện là cái phòng tắm ha. Phòng tắm ở đây thì có bồn tắm và tắm đứng luôn. Và có view nữa.
Và hiện tại là 6 giờ tối ha. Bây giờ mình sẽ bước lên tầng 7 của khách sạn. Tầng 7 của khách sạn là nơi trồng dâu tươi, trồng rau xanh. Hiển nhiên là giờ này lên chợ là coi như là không có thể nào quay được cảnh dâu tươi rồi. Tuy nhiên mình lên chợ để quay cái quầy nước, quán cà phê. Và đặc biệt là nhìn xuống dưới sẽ thấy là cái khu nhà lồng. Và khu nhà lồng giờ này cháy đèn, nhìn rất là đẹp. Rồi chúng ta cùng đi ha. Mình sẽ ghép nhạc vào phần đó, trên đó đang mở nhạc. Cơ bản là như thế này là các bạn. Đó, mình đang đứng khu vực tiền sảnh nha. Rồi bây giờ theo thang máy lên tầng 7. Và hiện tại là khoảng 7 giờ tối các bạn ha. Chiều hôm nay từ văn phòng bến xe Phương Trang ở Đà Lạt đi tới khách sạn này á, thì trên xe mình có nói chuyện với bác Tài. Thì có hỏi bác Tài về một cái quán lẩu bò ngon ở thành phố Đà Lạt mà là dân địa phương ăn nhiều nhất. Thì bác Tài nói với mình là lẩu bò 6 hít nằm ở số 1E Phụ Đổng Thiên Vương, thành phố Đà Lạt ha. Nói về thành phố Đà Lạt thì mình đã từng ăn khá nhiều món ngon. Trong đó có cơm tấm nè, hủ tiếu Nam Vang nè, lẩu bò cay nè, rồi quán cơm nhà tôi nè. Nói chung là những cái món đó rất là ngon. Mình có ăn lẩu gà lá é nó trong đợt trước. Tuy nhiên lẩu gà lá é thì đợt trước mình không đánh giá cao lắm. Các bạn có thể xem lại cái loạt video mình ghi hình về Đà Lạt trong khoảng độ 2 tháng trước ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến ăn lẩu bò 6 hít để xem quán dân địa phương ăn rất là đông sẽ như thế nào ha. Rồi, chúng ta đã tới nơi, lẩu bò 6 hít. Địa chỉ là 12 ha. 12 chứ không phải là 1E là cũ. 12 Phù Đổng Thiên Vương, thành phố Đà Lạt. 02633-522-979. Khách địa phương các bạn, nhiều lắm. 6 hít, lẩu và nướng. Đây menu. Rồi lẩu bò nhỏ 180, lớn 250. Đây là món đề cử của quán luôn. Lẩu đuôi bò nhỏ 200, lớn 250. Thịt thêm nhỏ là 150, lớn 180. Ủa là sao? Giá trên không bao gồm trứng gà, vịt lộn, mì gói, bún tươi. Ở đây có lẩu cá tầm 200.000, lẩu đầu cá hồi 160, lẩu cá diêu hồng 160.
lẩu cá lóc và lẩu cá ba sa cũng 160 luôn. Có thêm lẩu cá bớp 200, lẩu cá kèo lá giang 180, lẩu hải sản 180, lẩu hải sản kim chi 200, lẩu thái 180, lẩu ếch chua cay 180, lẩu gà lá giang 180, lẩu gà nấm rau 180 luôn. Lẩu gà hầm ớt sim, ngon à, 180, lẩu gà lá é 180. Đây, nướng ngói, món đề cử, dìm bò nướng. Ủa, dìm bò nướng là gì ta? 100.000, bò nướng 100.000. Bò nướng lá lốt. À vậy hả? Cái đó 100.000. Rồi, một phần. Mà anh hỏi nè, cái lẩu bò nhỏ 180 là có gì trong em? Ủa vậy hả? Sao anh thấy dưới đây ghi là không có bao gồm mì trứng gì? Trứng gà tính thêm đúng không? Mình lộn tính thêm. Rồi bây giờ lấy cho anh một cái lẩu bò nhỏ 180 với lại một cái dìm bò nướng 100. Cho anh thêm cái phần trứng gà, bún tươi. Bún tươi là bao gồm chứ hả? Dạ không, bún tươi là... Thêm mà là tính sao? Trứng gà tính sao? Dạ... Tính là mỗi giá đó thôi, tại vì em có tiếp thị bán rượu cho mình cho con gái á. Ủa vậy hả? Ủa vậy con bé kia đâu rồi? Ok, vậy thôi được rồi. Công nhận là đông quá. Rồi, món đầu tiên đã đến. Đây là dìm bò nướng. Đây các bạn, dìm bò nướng ha. Ở đây có mè, rồi có cà tím, có đậu đũa. Mè khá là nhiều. Ở đây là nướng ngói nha. Rồi, nướng đi mình. Mở chảy, mở chảy cái kia kìa. Cái chén có nè. Quá là dầu quá. Cái này là phải ngói đâu ta. Cái này giống như cái ngói thôi. Ừ, cái này là bằng inox mà. Nó sạch sẽ hơn. Ừ. Là cái nướng lâu rồi. Bò chính lẻ lắm. Ai vào? Thơm quá. Không rồi. Chín rồi hả? Chín rồi à? Ăn thôi. Cái cà tím nó chín rồi đó. Rồi ăn đi. Dai. Nó nói dìm bò nướng là cái phần thịt hiểu sao nữa. Cái dìm bò nướng này các bạn, nói chung là họ ướp ăn nó cũng khá là đậm đà được. Tuy nhiên nó sẽ hơi dai nha. Này như có cái phần gân nữa đó mà nó dai. Bản thân mình không có đánh giá cao lắm cái món này. Em thích. Em thích à? Chấm chao vô ngon, dai đó. Anh thích cái loại bò mềm. Ở đây nó bò nó sẽ là bò dai. Ướp cái đậm đó, ướp cũng ok đó. Em dính gân nè. Đó là phần dai rồi. Ừ. Rồi ok, chấm với chao. Rồi một lát món lẩu quan trọng nhất là món lẩu. Chấm thôi mắt. Đây, món thứ hai đã đến, lẩu bò. 180.000 đồng ha. Rồi, mở ra. Ok. Ở đây các bạn sẽ thấy có gì đây. Gì đây? Gân bò hả? Gân bò. Nấm xương ống ống á. Xương ống à? Ồ, xương ống nè. Rồi, đậu hũ. Đậu hũ nè, nấm. Rồi, có thịt bò không? Có nè. À, đó thịt bò. Nhiều à, nồi này nhiều à. 18. Ủa, cái đó là phần, đó là phần thịt cũng nhiều á. Nhiều á, gân quá trời luôn. Rồi, phần thịt cũng nhiều đó. Cái nồi này 180 ha. Khói bay nghi ngút, cho nó hơi mờ.
rau thì có rau mồng tươi với lại cải già cải thảo ha. Đây bà. Cái này cái gì? Cải thảo hoặc là cải dài. Chứ ăn. Từ. Nè. Không, có là sợ nó xoăn là lạc. Sợ nó xoăn là lạc. Kế bên nữa là ở đây có mì, mì trứng, mì gói, hột vịt lộn với hột gà, tùy các bạn thôi. Ok. Bỏ vô đi. Lát lấy cái dĩa múc thịt. Rồi, ăn thôi. Bây giờ chúng ta sẽ nếm đầu tiên là cái phần nước lẩu. Để xem phần nước lẩu thế nào nha. Rồi đi. Mình vừa nếm thử cái phần nước lẩu các bạn. Thì nước lẩu này cũng tương đối ngon. Nói chung cái vị nó ngọt nhẹ, thơm nhẹ, không có gắt. Cái bây giờ sẽ ăn vào cái phần nạm bò hả? Nạm bò và phần nấm đậu hũ. Đó. Nạm bò, gân, nấm, đậu hũ. Kèm theo luôn có chao, có muối ớt xanh, rồi ớt sắt với lại xì dầu. Mình vừa ăn hai cục nạm bò, phải nói là nạm bò ngon các bạn. Dai dai, sực sực, mềm mềm và thơm. Đậu hũ ngon, đậu hũ trắng nha. Cái phần gừng bò với cái phần da bò ăn sực sực cũng ngon luôn. Riêng thêm cái phần gì ta? Nấm thì ok, nấm là nấm tươi. Nhìn chung là cái phần đó mình thấy ngon á. Nói chung là nguyên liệu bên trong là từ nạm bò, đậu hũ, gừng bò, da bò. Rồi tới phần gì nữa? Nãy mình mới vừa nói mình quên rồi. Nguyên liệu là ok, ngon các bạn. Bây giờ là sẽ tới cái phần đập cái phần trứng vô. Ở đây có trứng gà và trứng bình lộn. Mày ăn chưa? Em ăn cái phần nạm bò chưa? Chưa. Ăn thử rồi. Ăn thử nhận xét. Thêm chút xíu sa tế vô cho phần nước lẩu thì sẽ dậy lên cái mùi cũng mùi bò hơn các bạn. Cho thêm sa tế vô nha. Sao vậy? Chén à? Em ơi, cái to cái nhỏ. Ok, ăn thử đi. Bò dai luôn, ngon, nhai đã luôn. Dai dai, sực sực, mềm mềm, đúng không? Mà thơm đúng không? Anh thấy cái phần bò nạm nó ngon á. Nãy cái bò nướng anh không thích lắm, em là thích cái phần bò nướng, anh là thích cái phần bò này. Cho cái một cái quả trứng gà với một cái quả trứng hột bình lộn vô mình. Em thêm cái chén, đập ra cái chén đó. Ok. Tiếc ở đây là sử dụng mì trứng với lại cái mì kia là mì giống như mì liket ha. Ừ. Phải chi nó có cái mì mà là mì mì dị hương á. Lâu lắm rồi mới thấy là mì dị hương. Tại cái mì mà mì gói đó bỏ vô nó sẽ mặn á, ăn dùng mì trứng thôi. Đây, mình đã đập trứng gà vào rồi. Minh. Em đưa cái phần hột bình lộn lên luôn. Giờ đụng vô bẻ cái trứng gà. Không sao, giờ đã quay rồi, không sao đâu. Rồi. Hai cái trứng hột bình lộn lên. Đó. Mình đã chưa? Rồi, ăn thôi, ăn hết luôn. Sau đó mình sẽ nhận xét cuối cùng nha. Đấy à. Cái trứng nó húp mới ngon á. Hầu hết là những địa phương các bạn. Ngon. Và sau đây là số tiền các bạn. Lẩu bò 180, diêm bò nướng 100, nước ngọt 26.000 đồng, đậu phộng 10.000, vịt lộn 8.000 đồng, hai quả 16, trứng gà 6.000 đồng. Tổng số tiền là 338.000 đồng ha. Quán ở đây mở bán từ 11 giờ sáng tới 12 giờ đêm. Và mình thấy là nhân viên thân thiện. Thực sự là nhân viên thân thiện, quán sạch sẽ. Bản thân mình thấy là cái phần lẩu bò ngon. Trong đó cái phần nạm bò, phần gân, cái phần trứng và phần đậu hũ ngon. Cái phần nước lẩu bò mình thấy là ok. Thì mình nói là ở đây không hẳn là xuất sắc, nhưng mà nói là ở Đà Lạt đi tìm một quán lẩu bò thế này ăn được. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Các bạn thấy không? Số lượng khách đông lắm á.
toàn bộ là người địa phương. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp ha.